Hello anh em ha, thì hôm gài là em nghỉ khá là lâu, khoảng tầm 4-5 ngày đi du lịch nên là bữa nay mới về. Thì bữa nay lên cho anh em một cái lô máy cực kỳ đẹp luôn. Thì hôm gài đi du lịch thì nói chung nhìn chung là hôm gài đi du lịch muốn hết tiền rồi, nên là bữa nay lên clip cho anh em là cũng muốn bán cho anh em cái giá rẻ nhất để anh em mua nhiều vô, có tiền bù lại cái tiền mà hôm gài hao hụt đi du lịch. Đi du lịch tốn tiền lắm anh em ơi, hết tiền rồi. Thì cái lô này hổng gài thợ ở nhà nó rảnh, nó làm việc thì nó dồn máy lại khá là nhiều, nên là bữa nay máy nó rất là đa dạng, cực kỳ nhiều luôn. Thì tầm 30 máy luôn anh em xài rất là ok. Trong đó là có lên cho anh em 4 cái con bơm nước, anh em nào có nhu cầu mua bơm nước thì liên hệ em ha. Rồi thì cái lô bữa nay thì sắp nó hơi bị lộn xộn chút xíu, thì anh em chú ý giùm em. Thứ nhất là anh em mua máy nào đó thì anh em chụp cái màn hình máy đó lại, rồi anh em gửi qua Zalo cho em, hoặc là anh em nhớ cái mã máy, ví dụ như cái mã này là E22 nè, E này E4 nè, thì anh em nhớ cái mã máy anh em nói thì bên em mới chốt cho anh em được. Chứ anh em đừng nói máy cho anh cái máy màu xanh, máy màu đỏ, màu cam, tại vì cái máy cưa nó có cái màu, nó có mấy màu à, màu cam, màu đỏ, màu xanh gì nó nhiều, rất là nhiều, và đâu biết cái máy nào, nên là anh em lưu ý ha, mình chốt cho nó kỹ. Tốt nhất là chụp hình gửi qua Zalo số này cho em, hay là nói đúng cái mã máy, đúng ngay cái clip ngày em đăng là ok. Rồi thì trong cái lô video clip này thì sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là em sẽ test sẽ giới thiệu, phần thứ nhất là em sẽ giới thiệu về thông số máy, cân đồng đo đếm. Phần thứ hai là em sẽ test nổ máy lên cho anh em coi ưng con nào thì bên em alo chốt, bên em gửi cho anh em ha. Đấy, có test nổ máy toàn bộ máy trong cái clip này luôn. Còn cái máy cưa trong cái clip này thì rẻ nhất cho anh em là tự 1,5 triệu nha, chứ còn rẻ nữa thì hua em không làm nổi. Tại vì thứ nhất là em bán cho anh em thì là bao ship cho anh em nữa, nên là tiền ship nó gần cũng gần cả 100.000 rồi. Đó thì em đang quay video clip này thì có một hai ông anh đó, sáng giờ hổm gà đi du lịch đó, hẹn hò đồ là lại mua máy á, nên là em cũng quay tranh thủ quay nhanh nhanh để còn tiếp những cái anh em đó lại, người ta lại tiệm người ta mua anh em ha. Đó nên là mình quay sẽ tóm lược qua cho anh em. Anh em nào mà có gì mà chưa hiểu hoặc là chưa biết mình sẽ chốt chọn cái con máy nào đó thì anh em cứ liên hệ với em qua số hotline 0967100003 thì anh sẽ tư vấn thêm cho anh em ha. Rồi trong cái lô này thì nó có 2, 4, 6 con tay cục nha anh em. Đây số hotline bên em nè, cái số nó cũng đặc biệt hơn ta ha. Cửa hàng bên em thì ở tỉnh An Giang, nên là cái biển số của tỉnh An Giang là 67, là số điện thoại của em là 0967 luôn, 100003, số rất là dễ nhớ cho anh em luôn ha. Đấy, khỏi lưu anh em cũng nhớ nữa. Rồi đầu tiên ha, là cái con này là màu lóc nha anh em. Cái con này thì giá rẻ nha, 1,5 triệu. Con này thì nó mắc nắp ở bên đây, nó mắc hơn nắp hai cái nắp ở bên đây, nên là hơi xấu, bán rẻ cho anh em luôn. Con này thì nói chung là cái máy nó xài khá là ok nha, máy lớn. Con này thì là 36cc, đây thông số em nhìn đây nè, nó để là tầm khoảng 36cc cho một cái con máy tay cục ha. Đó, con này thì nếu mà anh em kiếm một cái máy giá rẻ mà hàng Nhật Bản để xài lặt vặt trong gia đình thôi, không xài quá nhiều nha, chứ còn mà anh em mua cái máy 1,5 triệu mà anh em về kiểu giống như là cưa tối ngày sáng đêm thì con này nó chịu không nổi đâu. Con này để lặt vặt lâu lâu cây ngã đổ ngã đồ, mình có cái máy mình cưa mình xài giả chiến đồ này kia, xài ít thôi, xài gia đình thôi, xài lặt vặt thôi thì xài ok, tại vì nó tiện ích mà anh em hỏi đòi hỏi nó cao quá đâu có được, thấy không? Đấy, còn ví dụ anh em đòi hỏi mà máy mà cưa nhiều rồi thì từ mấy máy này trở lên ha. Còn cái con rẻ này thì rồi là xài được thôi, chứ mà anh em nói mà xài con 1,5 triệu này xài ngon không em, xài bền không em, xài tốt không em, xài tuyệt vời không mặt trời không, thì người ta mua máy này hết rồi, ai đâu mua mấy cái máy cao tiền hơn nha. Nên là cái máy mà nó rẻ nhất thì em đã cố gắng lựa cho anh em cái máy là nó ok, nó ngon rồi đó. Chạy thì trong cái tầm mà mình xài gia đình thì ok thôi, chứ còn mà xài mà anh em xài bào nhiều quá, anh em cưa cỡ cưa rừng cưa khai thác thì chịu không nổi đâu nha ha. Đấy, với lại cái con này, mấy cái dòng máy rẻ này thì nó vẫn tiết kiệm xăng hơn máy Trung Quốc, nhưng mà so với những cái dòng cao cấp thì nó phải hao xăng hơn chút xíu ha. Tại vì nó cũng có cái giá của nó, nhưng mà xài nổ thì nó cũng rất là ok, với lại nó bị mất hai cái này chút xíu, chứ còn mà hình thức thì là còn rất là đẹp, nước sơn zin luôn đó. Rồi con này là mã 221, 1,5 triệu nha anh em. Rồi đo lam em là 4,2, rồi 5,3. Con này thì là máy lóc nhôm nên là nó sẽ nặng nha anh em, nặng chút xíu, nhưng mà đưa vô cưa gỗ vô là nó rất là đầm ha. Rồi kế tiếp là cái con E1, con này là dòng Austin, cũng là một cái máy lóc nhôm nha. Con này là Austin, con này thì sản xuất tại Đức ha. Con này là Austin, con này thì tầm 35cc. So với cái con bên đây á thì cái máy nó dễ xài hơn, nó nhỏ gọn hơn, chạy nó bốc hơn và nó có hương hiệu hơn. Cái hương hiệu của Austin thì nói tới máy cưa thì anh em rất là nhiều anh em biết. Còn cái hương hiệu mà lóc này đó thì là của mấy cái thằng mà Tây Long, mấy thằng Mỹ á nó xài. Thì cái thằng Mỹ xài thì anh em biết rồi, cưa thì rất là bóp chạy, rất là sướng.
ga nó rất là mượt, nhưng mà do là nó bốc nó sướng nên là nó sẽ hao xăng, cũng giống như là anh em xài mấy chiếc xe mà xe sang mà BMW, Audi rồi đó, thì nó sẽ hao xăng hơn những cái dòng máy mà ví dụ là xe Honda, xe Toyota nó vậy đó. Thì cái con này tin này là 35cc xài khá là ngon. Con này thì giá 1.900.000 bao ship cho anh em nha. Con này bên em thì bán đã quá nhiều cho anh em rồi ha. Rồi con này giá 1.900.000. Rồi đó làm cho anh em. Con này thì máy là full nhôm luôn, full lốc nhôm cho anh em luôn. Đó. Làm 4 tấc 2. Làm 4 tấc 2 anh em có thể cưa được cây đường kính tối đa gần 8 9 tấc á. 4.7. 4.7 anh em ha. Rồi kế tiếp mà mình tới những cái con máy mà thuần Nhật nha. Con E2 này là Tanaka ha. Con này thì là 31cc. À, con này 31cc, tem bọng đồ này kia còn khá là ok. Con này giá 2.1 triệu bao ship cho anh em luôn. Nếu mà anh em kiếm một cái con máy mà ngon, bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng thì con này số 1. Con này nó ăn chắc mặt bền, giống như là xe máy mà xe Honda, xe Dream Way vậy đó, xài hoài nó không hư mấy cha ha. Đặc biệt là mấy cái cục IC bình xăng con của nó xài cái độ ổn định cực kỳ cao nha. Rồi con E2 này thì 2.1 triệu nha. Con này anh em cầm một tay tay trái tay phải gì leo lên tuốt trên đọt cây rồi cưa là bình thường nha. Làm 3 tấc rưỡi anh em ha. 4.4 kg. Rồi còn một cái con máy mà phải nói là đời mới nhất trong cái lô ngày hôm nay, mới sản xuất đây cách đây tầm 2 năm thôi, đời nó khoảng là năm 2020-2021. Đây là cái con 2 ghe nha. Đó, con này là hàng Nhật Bản đó. Con này thì lam nó là găm gọn, con này thì lam nó chắc tầm khoảng là 2 tấc rưỡi thôi đó. Máy chạy thì cực kỳ nhạy nổ nha. Con này xài thì nói chung là anh em xài y hệt như máy mới vậy, không có khác gì hết trơn đó. Đó. Con này thì công suất của nó là tầm khoảng 26cc. Tuy nhiên là cái con này nó có chống chỉ định chút xíu là do cái đời mới nha. Cũng giống như là máy cưa mà Makita, hoặc là máy cưa mà Austin, hoặc là Husqvarna, hoặc là điện thoại iPhone rồi này kia vân vân đi. Mà đời mới từ năm 2020 trở lên thì những cái máy này đều là lắp ráp tại Trung Quốc nha. Nhưng mà nó là hàng Nhật Bản, nhập từ Nhật về, nó chỉ lắp ráp tại hàng Trung Quốc thôi. Nên là chống chỉ định với anh em mà nghe tới chỉ cái chữ Tàu mà mấy anh em mà sợ, mấy anh em ngại thì cái con này không phù hợp. Còn nếu mà mình là người không phái, nó là máy Nhật nhưng mà chỉ lắp ráp nhờ mấy công nhân Trung Quốc lắp ráp máy thôi, chất lượng là chất Nhật, bán cho người Nhật, mình nhập từ Nhật về, xài con này em phải nói với anh em là độ tin cậy cực kỳ cao, cực kỳ bền, thậm chí nó còn hơn mấy cái cần trên đây nữa ha. Giá mềm thôi cho anh em ơi, 2.3 triệu dễ chơi nha. Rồi hai ghe con này nói chung là không có gì phải nói, nó công nghệ gì này kia là nó đầy đủ nha. Nè, làm ba tấc ha. 3.9 kg. Rồi cỡ con này thì là E4, con này thì Makita nha. Hồi nãy mới nói Makita sản xuất tại Trung Quốc thì cái con này là sản xuất tại Nhật nha mấy ông nha. Đây Made in Japan nha. Đó. Makita nó có nhiều nơi sản xuất nha. Đây Made in Japan nè, mấy anh thấy ok chưa? Đó, Makita nó có nhiều sản xuất, thứ nhất là sản xuất tại Nhật nè, thứ hai sản xuất tại Đức. Còn những cái dòng mà đời mới nhất hoặc là cái hàng mà nó xuất đi thị trường châu Á đó mà đời mới nha, hàng độc hợp bây giờ đó, anh em có tiền anh em mua máy độc hợp là nó đều là Made in China hết nha. Còn máy này là Made in Japan, sản xuất tại Nhật luôn, xài cực kỳ ngon. Con này là hàng chính hãng nha, ông nào mà nói em bán hàng nhái, hàng tàu rồi kia tặng cho anh em luôn, khỏi phải mua. Con này giá 2.7 triệu, đời rất cao nha. Nhưng mà nó đã cao mà nó còn được sản xuất tại Nhật thì anh em biết là cái máy nó VIP như thế nào. Nên là giá tiền nó sẽ cao hơn cái hàng bên đây. Đây hàng này 2.3 triệu thôi, nhưng mà hàng này 2.7 triệu, nó trên nhau 400.000 là gì đó. Rồi con này thì lam còn rất là đẹp ha. Con này thì cái công suất của nó là 31cc nha nè, nó lớn hơn cái hàng nghe 22 luôn. Rồi Makita 4 tấc 2 4 kg. 4 kg anh em ha. Rồi thì cái con cuối cùng trong cái lô mà máy tay cụm trong cái lô ngày hôm nay á, con này á là cái lam điêu khắc nha, lam Latin đầu nhọn, hay còn gọi là lam dao Thái Lan là cũng nói luôn nha anh em. Đó, lam Latin đầu nhọn thì nó thích hợp cho anh em, những anh em mà chơi bonsai chơi kiển á, mà mình đâm chọt vô hoặc là mình cần một cái đường cắt nó chính xác á, hoặc là những cái khe cắt của mình nó nhỏ nó hẹp á, thì mình xài cái lam Latin này á, xài cực kỳ phê luôn. Chụp giật của nó là trợ lực, có vú bơm, có le tự động luôn ha. Cái dòng này là dòng Komatsu G250 nha nè, dòng này thì quá VIP rồi. Đó, dòng này thì rất là nhiều anh em săn lùng mua cái lam này nè, sẵn sàng bỏ ra 600-700 ngàn để kiếm cái lam, nhưng mà không có nha nè. Cái lam này nếu mà anh em mà xài mà nó tới vài năm, 4-5 năm mà hư, bắt buộc anh em phải lên cái lam thường thôi, chứ còn kiếm cái lam Latin đầu nhọn này nó rất là hiếm. Mà để mà cái một cái lam mà nó hư nó ấy thì nó rất là lâu nghe nè. Cái tuổi thọ con này anh em về xài có khi banh cái máy cái lam chưa hư nữa, tại vì nó là cái lam Latin nó hiếm ha. Đấy, mà nếu mà anh em lỡ xài mà nó hư hoặc là làm mà mất cái lam thì bắt buộc là mình phải lên cái những cái lam thường thôi, những cái lam thường giống vậy nè, lam đầu bự đó. Rồi con E24 này là 2.7 triệu nha nè.
Còn máy móc bên trong IC, bình xăng con rồi này kia, còn phụ tùng thì nó vẫn có cho anh em. Còn cái lam, nếu mà anh em vẫn muốn cho mua cái lam này nó rất là đắt tiền, mua vẫn có nhưng mà nó hiếm thôi. Rồi E24 2,7 triệu, cái dòng máy mà nhẹ nhất trên thế giới hiện nay nha anh em. Con này thì công suất của nó cũng tầm khoảng 27cc ha. Làm 3 tắc. Con này anh em cưa cây mà đường kính khoảng tầm bắp đùi là ok nha. 3,1 ký. Ví dụ như một đường kính mà cỡ cái hùng đó là ok, hoặc là cái hùng B là vẫn là cưa được ok luôn. Rồi, còn đây là những cái dòng máy tay dài. Tay dài thì anh em cưa dưới mặt đất ha. Còn mình xài, mình leo trèo lên cao là bắt buộc phải xài máy tay cục thì nó tiện lợi hơn. Hoặc là anh em xài ít á, thì xài tay cục. Còn mà anh em xài mà cưa, mà gọi là cưa thông dụng ở trên thị trường đó, thì đa số là người ta xài cái dòng tay dài. Mình cầm tay trước, tay sau thì mình cưa từ sáng tới chiều không mỏi tay. Đó, con E5 này thì giá nó là 2,1 triệu, dòng Ruby nha nè, hay còn gọi là dòng G320 là điều là nó đó. Cái màu của nó là màu vàng nhạt, xài khá là đẹp. Cái màu phối của nó là phối màu đen, cái buông nó còn rất là đẹp nè anh em thấy không? Đó, cái lam này thì em đoán tầm là 3 tắc rưỡi nha nè. Con này là E5 2,4 triệu. Con này là nằm trong top những cái con máy mà em bán chạy nhất trong cửa hàng bên em, bán trong khoảng mười mấy năm nay. Tại vì á, công suất của nó thì là thuộc cái tầm trung cỡ lớn, mà cái giá tiền của nó rất là mềm, tầm chỉ 2 triệu hơn chút xíu, thêm có 100 ngàn thôi. À, bao ship cho anh em luôn ha. Rồi con này là E5. Còn cái con E6 bên đây là dòng Echo nha. Echo này là Echo 281. Con này thì là dành cho những anh em mà ăn chắc mặt bền. Cái máy của nó là máy lốc nhôm, mặt ốp bên đây là ốp nhôm luôn. Cái dòng này nó sẽ chạy tiết kiệm xăng hơn hàng mình này. Nhưng mà nếu mà anh em kiếm một cái máy mà công suất nó mạnh, cưa nó khỏe, không có ngán lựa gỗ nào á, thì mấy ông lấy con này cho em ha. Còn nếu mà chỉ cưa gia đình tầm cỡ bắp đùi thôi, anh em lấy cái con E6 này cho em là ok ha. Máy lốc nhôm, mặt ốp bên đây là nhôm. Anh em để ý đây, mặt ốp đây là nhựa nè ha. Hằng này nó khác biệt là ở chỗ đó, với lại nó có hai cái cục gù cao su chống rung, và cái tiếng máy nó rất là hay, đặc biệt là cái lốc của nó nè có số seri đó, có số seri kêu rít luôn. Rồi ok, đo lam ha. Con này thì lam chắc tầm 4 tấc 2 á, muốn biết chính xác mình đo lại cái nữa. Là 3 tấc rưỡi, 4,7 ký. Rồi con này là E6 này nè, là 4 tấc 2, 4,9 ký. Rồi ok. Còn cái con E7 này đó là cái dòng Martin nha anh em. Dòng này thì là sản xuất tại Đức nha, và lam của nó là lam Latin luôn. Và cái giá này là giá hôm nha anh em. Giá này là giá hỏng dài không lên lô. Nhớ anh em nào mới bán cho anh em giá này. Tại vì thường á, là cái dòng Martin mà lam là thường là về là lam bánh xe không à, thì giá nó tầm 2,1 triệu, 2,2 triệu. Còn lam Latin á thì thường bán là tầm 2,3 triệu, 2,4 triệu. Bữa nay bán cho anh em 2,2 triệu hơn. Một cái con máy rất là đẹp Martin. À, nước sơn zin luôn ha. Rồi trắng tay cầm còn ok luôn nè. E7 2,2 triệu, con này 41cc, sản xuất tại Đức nha. Là 4 tấc 2. Con này cưa rất là bốc nha. Anh em nào khoái bốc thì chạy dòng Martin. 5,3 ký. Rồi còn bốn cái con cuối này đó là cái dòng là Echo. Thì cái dòng Echo này thì nó nổi tiếng về chạy bốc mà tiết kiệm xăng nha anh em. Đặc biệt là ba cái thằng này là Echo 331, 332 nè. Con bên đó là Echo 452. Con đó thì công suất nó lớn hơn nha. Anh em xài gia đình cũng được, nhưng mà công suất nó hơi dư ha. À, trừ khi nào mà anh em nhà anh em mà cây nó bự quá thì anh em xài 452, tại vì thằng đó nó dung tích nó vừa lớn mà nó vừa nặng đó, mà cái lam nó vừa bự nữa, nó cồng kềnh. Còn nếu không mình xài gia đình đó là tầm ba con này là xài ok rồi đó. Độ tiết kiệm xăng của nó là miễn bàn luôn, nhất là những anh em ở miền Tây đó. Con này là cái nói về doanh số mà bán đó, nó chỉ đứng sau thằng Ruby G320 thôi nha anh em, đứng sau thằng này thôi. Nói về cái số lượng sản lượng bán, nhất là cái dòng máy bãi Nhật đó, tại vì nó phải ngon bổ rẻ đó thì anh em mới xài. Cũng giống như là những cái dòng xe mà anh em thấy mấy cái anh em mà chạy xe taxi hoặc xe Grab á, mà người ta chạy nhiều á, thì những cái dòng xe đó xe dịch vụ á, là nó phải bền, nó phải rẻ, nó phải ngon thì người ta mới xài. Đặc biệt là bền và tiết kiệm xăng thì thằng Echo này cũng mới chang vậy đó. Anh em xài rất là ngon, và máy bên em bán cho anh em là cam kết cho anh em một đời chồng nha. Chứ còn mà mấy cái máy mà nó rẻ mà nó ngon mà nó bền mà nó tốt mà nhiều người xài á, mà anh em mua á, mà mua phải những cái tiệm mà nó bán những cái máy mà mua đi bán lại á, tức là qua nhiều đời chủ rồi đó, thì cũng là cho 332 này em bán 2,6 triệu nè, có chỗ nó bán cho anh em 2,3 triệu, 2,4 triệu thôi. Nhưng mà anh em mua vớ phải những máy vậy á, nhiều khi nó qua 2-3 đời chủ, nhiều đời chồng rồi đó, nó cái máy nó về Việt Nam nó bào quá nhiều rồi đó, cái máy nó xào máy nó không êm. Còn cái máy này á, bên em đó là hàng Nhật về bán cho anh em, mà mấy hàng Nhật xài anh em biết rồi, cưỡi ngựa xem qua thôi, nên là máy xài rất là ok ha. Anh em lưu ý mua máy bãi là phải vậy nha, tiền nào của đấy, và tìm cái tiệm uy tín mà mua. Rồi con E9 là 2,6 triệu nha nè. E10, E11 cũng vậy luôn, anh em thích lấy con nào thì lấy, nó chỉ khác nhau về cái hình thức bên ngoài chút xíu thôi.
mấy dòng này thì xài cưa củi, cưa gia đình là tuyệt vời. Làm 4 tấc 2. Em dùng trừ tuyệt vời là anh em hiểu rồi đó. Khỏi có gì phải nói gì. 5 ký 3. Hầu như không có cái nhược điểm cho những cái dòng này. Làm 4 tấc 2. Phụ tùng thì thôi, quá rẻ quá, quá đầy rẫy luôn. 5 ký 7. Con này cũng 2.6 triệu luôn nha nè. 4 tấc 2. 5 ký 3. Rồi còn cái con heo 12 này đó là giá đó là 2.650, con này là cho 452 nha. Đấy, con này là cho 452, guarantee là chỉnh tay luôn. Con này quá xuất sắc nha nè, nước xương ghim mà nó đẹp như thế này thì thôi không còn gì phải bàn nha. Đây em nhìn sơ qua nè, đó cái sơn còn rất là đẹp anh em ơi. À, nó hơi bị ten đây chút xíu, rồi máy bãi phải có sơ xuyển chút xíu nha anh em lưu ý đó. Còn anh em nào mà xăm soi quá, anh em nào mà khó khăn quá thì anh em đi mua máy mới đập hộp đi nha. Đó em quay vậy đó, cái tới lúc mà gửi ra cái nhiều ông nói ư sao máy đây chóc sơn rồi, chạy đây rồi, trời Phật ơi, máy bãi thì nó phải đẹp, em đã cố gắng bán là hàng tuyển, hàng đẹp cho anh em rồi đó, mà nhiều ông á còn xăm soi mà chê mấy cái tàu lao không à, rồi bỏ hàng không nhận đó. Bán ba máy bãi này dễ bị lên nhồi máu cơ tim chết lắm anh em ơi, nhiều cái mình tức dữ dằn lắm đó. Máy mình quay soi gì đó không chịu coi đâu đó, không chịu nghía, không chịu nhìn đâu đó, tới lúc gửi ra bắt đầu xăm soi, mà xăm soi mấy cái tàu lao không à ha, rồi không nhận nào, ví dụ như máy bãi mấy này nhầm nho gì chơi không đó. Quan trọng cái giá mình rẻ, cái máy mình ngon là xài ok, còn hình thức còn lại sao không đánh giá, đi xăm soi mấy cái chỗ chút xíu rồi, giống như cái mặt có dài một bụng đi soi mấy cái mụn thôi đó, đó tàu lao ha. Rồi lam Latin nha, xích còn rất là dài, con này 2.650, 45cc xà đã luôn. Làm 4 tấc rưỡi nha, lam Latin bản bự luôn. 7 ký 7 nha nè. Rồi lên hàng phía trên này là những cái dòng máy cao cấp đồng đứng, thì những cái dòng này á thì công suất nó xịn sò hơn, nói cho anh em dễ hình dung cũng giống như mấy cái hàng ở dưới này á, trừ mấy thằng tay cục ra nha, trừ mấy thằng tay cục cao cấp ra, mấy thằng tay cục thường thôi nè, với mấy hàng bên đây thì nó giống như là những cái dòng xe phổ thông như là quay rim đó. Còn những cái dòng bên đây là những cái dòng cao cấp hơn, ví dụ như là SH Mod, SH xịn, SH 350 hoặc là S-Center đó, thì những cái dòng đó thì anh em xài nó sẽ sướng hơn, nó cũng cùng công sức gì đó nhưng mà nó sẽ đem những cái công nghệ vô, đem trợ lực nè, đem có vú bơm nè, đem có chống rung nè đó, rồi lốc nhôm nè, thì đem vô nó đem lại cho mình cái trải nghiệm một cái cưa cảm giác nó hoàn toàn khác so với những cái dòng phổ thông ha. Rồi con em 13 này là 2.9 triệu, con này là dòng Echo nghe nè, Echo 361 ha, Echo 361 hay có nhiều anh em hay gọi là Yanma 361, thì cũng là điều là nó là hàng đồng đứng dành cho anh em hạ cái đứng xài gia đình. Anh em xài gia đình thì nếu có điều kiện mình nên xài đồng đứng, tại vì đồng đứng thì giá nó tầm á là tầm 3 triệu thôi mà, nhưng mà nên là nếu mà anh em nào có điều kiện mà mình xài được gia đình mà mình xài đồng đứng xài rất là ngon, tại vì cái tua máy nó nhanh á, anh em cưa tốc độ đó cưa phê hơn, sướng hơn ha. Rồi con này 2.9 triệu nha nè. Rồi con Makita này thì cũng vậy luôn, con Makita này là 3 triệu nha, con này thì là E14 anh em ha, con này thì nó có trợ lực nè, công tắc thông minh nè, với lại nó có chống rung nha, nó có hệ thống lò xo chống rung nè. Đấy thì đưa vô nó giống như là xe bán tải mà chạy địa hình vậy đó, rất là êm ha. Rồi đo lam đẹp, lam 4 tấc rưỡi, 5 ký 1, lam 4 tấc 2, 5 ký. Đó thì đó là hai cái con đồng đứng, còn hai cái hàng đồng đứng bên đây nó còn VIP hơn nữa đó. Hai hàng bên đây á là tầm khoảng là con này là tầm khoảng 37cc thôi, hai cái hàng bên đây á là nó tới 39-40cc, nhưng mà anh em thấy nè cái kích thước của nó nhỏ hơn rất là nhiều anh em đó, nên là nhiều anh em lầm tưởng á, nhận vô nó trụ cái máy gì mà nó nhỏ xíu rồi sao cưa nổi mày, nhưng mà nẹt ra lên một cưa một cái ha, hàng này chạy không lại này nha nè, cái hàng Shinawa nó tài tình ở chỗ đó đó, nó thiết kế cái máy, cái cục máy của nó giống như là cục bô vậy đó, cục máy thì nhỏ xíu à, nhưng mà nội công nó rất là mậu, nên là cực kỳ nhiều anh em khoái dòng này, và đặc biệt là anh em họ rất là chuộng cái dòng này, tại vì bán á nó chỉ việc là đếm tiền thôi, máy nó xài rất là bền, hầu như là nó không có phản pháo gì hết đó, không có cảm ho sổ mửa gì hết, bán là đi là đi luôn chứ không có về mà nhõng nhẽo với nhà chồng nữa đó, xài rất là ok nha anh em. Rồi con em 15 này là 3.3 triệu, con bên đó cũng 3.3 triệu luôn anh em, hít lấy thằng nào thì lấy Shinawa 380 nha, nó có phiên bản Shinawa E300 rồi 350 rồi 360, rồi con này là 380 là phiên bản mà gần như là
lớn nhất nha anh em, lớn nhất trong cái phân khúc mà đỏ đen này nè. Đó, hai con này 3,3 triệu ha. Công suất gần 40cc anh em tha hồ mà cưa luôn. Hai con này lam la tinh luôn nha anh em. Con đã xích mới luôn đó. 4 tấc 2. Cưa là bao đã. 5,1 kg. Chút xíu ông test nổ anh em sẽ thấy cái tua máy nó kinh hồn lắm. Nó chạy như là xe mà turbo. 3,5 tấc. Rồi, còn hai cái con bên đây, ba con này là máy nồng nằm là dành cho anh em cưa đường trường. Hồi nãy em có nói với anh em đó, bốn con này mà mình xài cưa gia đình đó, hoặc là anh em hạ cái đứng á, anh em thấy mà mấy cái hàng mà mấy anh đi mình kêu hàng kỳ quá, mấy anh mà làm bên công trình cây xanh đô thị á, ví dụ như trời mưa bão tới á, công an gọi có cái cây ngã rồi kìa, xách cái máy cưa ra đốn hạ để cho không suốt giao thông, tại vì ngã ngang đường là hầu như 100% người ta đều xách cái máy nồng đứng ra, người ta cưa hết. Tốc độ cưa nó rất là nhanh thì phải xài nồng đứng, nhưng mà khi mà mình xả ra rồi, mình đem vô trong lề đường rồi, qua ngày hôm sau mình mới xả cái cây đó ra để mình bán củi hoặc mình cưa mình làm việc gì đó thì bắt buộc phải xài nồng nằm. Hàng nồng nằm này đó, mục đích của nó sản xuất ra là để cho anh em cưa đường trường. Như vậy nếu anh em mua cái máy về xài gia đình mà xài mà cưa củi nhiều đó thì bắt buộc là mấy ông phải xài nồng nằm, nó mới có hiệu quả kinh tế, nó mới tiết kiệm xăng, chứ còn lấy nồng đứng cưa thì cũng được, nhưng mà mình về mình cưa củi tiền xăng nó còn hơn là tiền mình mua bếp ga mình nấu cho nó nhanh nữa, nên là bắt buộc phải xài nồng nằm nha. Với lại nếu anh em cần về xài cưa dịch vụ rồi này kia đó, cưa cây mướn rồi đó, thì mình nên làm cây nồng nằm đi, rồi sau này có tiền mình mới đầu tư cây nồng đứng. À, tại vì ưu nhược điểm của nó em có nói rồi đó ha. E18-19 này là 3,5 triệu nha nè, Sinowa 305 làm là tinh luôn ha. Mấy dòng này thì nó rất là hot, và anh em mua thì anh em phải chọn, thứ nhất là máy là phải cam kết cho anh em một đời chồng đời chủ từ Nhật về. Chứ còn mà mấy cái máy này mà mua lại nhầm phải cái máy mà của mấy cái anh thợ cưa cây mướn mà mấy ảnh giải nghệ hoặc phá sản mà mấy ảnh bán lại rẻ rẻ, ham ham rẻ rẻ mua ha, dễ dính trưởng dính xương lắm nha anh em, về sửa chết luôn đó ha. Đó, rồi hai con này 3,5 triệu cho anh em nha, làm là tin nha anh em. Con bên đây em thấy nghía hoài, anh thấy xích mới đó, đó là xích gìn, làm 4,2 tấc, 5,7 kg. Rồi ok, là 4,2 tấc, 5,7 kg luôn. Rồi còn cái con này thì là đỉnh của chớp nha, dòng này là Sinowa 350 E20 4,3 triệu. Con này thì rửa nó hơi chấp em chút xíu nữa, em sẽ lấy miếng keo em dán lại là đẹp liền. Rồi, nhìn nè, rửa sạch nước á, nó dằn ra. Rồi con này thì là lam la tinh bản bự luôn, có sỉa gỗ luôn nha nam. Dòng này là dòng máy vua rồi ha, nếu như mà hàng này mà tiết kiệm xăng chính đi thì hàng này tiết kiệm xăng tới 11-12 luôn. Hàng này là dòng máy vua, ông vua của máy cưa nghe nè nha. Rồi còn có con bên đây là nồng đứng nha, con bên đây là cái máy khai thác nha, con này là máy khai thác, máy cực kỳ đẹp, lam rất là đẹp luôn nghe nè. Đó đây cái lam còn chữ Sinowa luôn nè. Đó anh em nào mà xem video clip mà thấy được con này 3,5 triệu nha, em sale cho anh em 100,000 bớt cho anh em trong clip này, nhưng mà anh em phải nói được là coi trong clip này nha. Còn nếu mà anh em nào mà chỉ chụp hình thôi là em bán cho anh em 3,5 triệu, còn anh em nói trên clip mày nói 3,4 triệu giảm mà, rồi bớt cho anh em 100,000, phải đọc được password nha. Password là gì? Là hàng bơm, con này bị bơm mới về nha nè. Lý do bơm rất là tào lao anh em ha. Gửi ra đó. Đây anh em thấy không? Em quay gần cảnh cho anh em nè. Nó có vết gạn nhẹ nhỏ đây nè. À, dưới đây mẻ đây chút xíu nè. Nó có ăn nhậu mẹ gì đâu. Gửi ra không chịu nhận hàng. Nó cái máy bị bể không nhận. Đó, anh em thấy tào lao chưa? Mình mua máy bãi, mình phải xác định một điều là nó có phải xài trước di chuyển chút xíu, chứ không thể nào mà nó hoàn hảo như 100% được. Nó chỉ có bị chút nhẹ chút xíu đó thôi, nhưng mà bù lại anh em thấy nè, chỉ Sinowa, lam Sinowa nè, xích nè, còn rất là dài mà bỏ hàng không nhận anh em ha. Chỉ một kiểu việc đơn giản gì thôi đó, rất là tào lao. Nên là em nói với anh em á, nhiều anh em bán máy mua máy đồ này kia tào lao, mà nhất là em nể mấy anh em mà bán mà không cộng, mấy ông đó không kiếm bán kiểu gì ha, chắc là uống hút chợ tim dữ lắm luôn. Nhiều cái bán ra gửi gặp mấy cha nhận là chịu không nổi, không chịu khấu đời nữa, rất là tào lao nha. Rồi con E20 này là 4,3 triệu, con đó 3,5 triệu. Anh em nào mà đọc được bát bị bơm hàng bớt cho anh em 100,000, 3,4 triệu cho anh em về xài chơi. Cái con máy này quá đẹp nha nè, xài khai thác là cực kỳ xuất sắc luôn. Mấy con này máy bên Nhật mới tầm 40 triệu, không phải rẻ đâu nha anh em, cứ lên sạp đi chứ đừng nói em chém gió. Mấy dòng Sinowa nó mắc tiền ghê lắm. Con này là 4,2 tấc, nó rẻ hơn muốn gần 10 lần, và mấy cha soi mấy cái tàu lao 5,9 kg. Đó rồi con này 3,5 triệu nè. Con này máy mới bên Nhật, nó bằng một cái chiếc mà gần như là chiếc mà E Black nha anh em. Làm 4,5 tấc, 5,2 kg. Đó, rồi ok, còn bốn cái con bơm nước này á. Đó, thì là 1,2 triệu nè, 1,5 triệu nè, robin cánh bướm nha. Thằng này là 1,5 triệu nè.
4 hề 2 hề nhưng mà bình xăng dưới, còn này là 4 hề bình xăng dưới 2,5 rubin luôn. Đó, giá là bao ship cho anh em luôn. Những cái bơm này thì chỉ việc là về gắn ống vô nghe mấy không? Gắn ống vô là bơm là tự hút ra luôn. Anh em có thể là hút tưới rẫy nè, tưới giếng nè, tưới sầu riêng là được luôn nha. Em đã bán cho rất là nhiều anh em về xài, bà con em mấy trăm gốc sầu riêng. Một cái máy bơm nhỏ gọn xách tay 5 kg thôi. Tới vô mùa khô xách vô tưới, tưới xong xách về nhà khỏi sợ mắc trộm gì hết trơn. Khỏi sợ hàng xóm nó nghía nó mượn đồ này kia, tại vì nhỏ gọn quá nó nhìn đâu có thấy anh em. Đó thì xài rất là ok nha. Một ngày nếu mà anh em tưới khoảng tầm 100 gốc sầu riêng thì tốn tiền xăng đâu đó khoảng 5-7 ngàn thôi. Đó, cứ đặc biệt là cái máy 4 hì này nha. 4 hì này tiết kiệm xăng là siêu siêu đỉnh của chớp luôn. Rồi, bây giờ em sẽ chăm xăng tết nổ, anh em ưng con nào thì alo chốt giùm em ha. Đây là số hotline 0967100003. Em đã cố gắng tư vấn cho anh em rất là nhiệt tình, rất là chi tiết, rất là kỹ nhất trong những cái phân khúc máy, ưu điểm có, nhược điểm có, phân tích cho anh em đầy đủ hết. Đó, ít có cái tiệm nào mà nó nói được chuyên sâu mà nó xa như vậy để cho anh em am hiểu về cái lĩnh vực của cái máy ha. Rồi, hy vọng là anh em tìm được máy, còn nếu mà anh em tìm chưa được nữa đó thì cứ nhắn qua Zalo đi, chụp hình cái lò gỗ mà anh em muốn cưa gửi qua đi, rồi báo cho anh em cái tầm giá mà anh em có thể chơi được, ví dụ như tầm 2 triệu tới 3 triệu gửi qua. Em nhìn cái tầm giá đó, nhìn cái lò gỗ đó của anh em sẽ tư vấn cho anh em cái máy phù hợp nhất ha. Rồi bây giờ em sẽ chăm xăng tết nổ, ưng con nào alo chốt giùm em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu ai xem xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, còn bật chuông để nhận tất cả thông báo cũng như video mới ha. Con này bơm nhớt rất là tốt.
Rồi cái dòng này thì ngoài ra nó có cái nấm chỉnh nhớt đây luôn. Anh em ví dụ như muốn bơm nhiều hay ít là mình chỉnh theo cái ý thích của mình, nấm chỉnh nhớt đây luôn ha. Anh em là cái con này nó có phanh luôn nha anh em, cái này là phanh nè. Đó, đây là dòng máy hiếm hoi nha, dòng này là phiên bản nó có giới hạn nha anh em, tại vì cái dòng 452 thường là nó không có phanh, đó về nó không có phanh, mà con này là có phanh và phanh còn hoạt động luôn, cái đó mới ăn tiền của nó đó ha. Con này xài rất là sướng. Cực kỳ đầm anh em thấy không, nẹt hết ga mà cái máy nó không nhúc nhích, thấy cho nó đứng nha anh em. Lam Latin luôn nè. Lam Latin luôn nè.
Vua của các dòng máy cưa Shirawa 350 nha anh em. Nó nổ rồi, tuyệt vời, khỏi bàn cãi luôn.